Vì sau khi cưới xong thì hai vợ chồng như thế nào? Tụi em ở riêng. Dạ ở riêng nhưng mà cũng gần ba má, cũng chạy qua chạy lại. Cái khoảng thời gian đó cũng ngắn lắm. Tụi em ở với nhau được 18 tháng thì chồng em mất. Từ lúc chồng em mất tới giờ thì em trở thành con gái của ba mẹ luôn. Hoàn cảnh như thế này, khi sáng thì ra nha, đưa hàng cho vợ rồi nó về, cho rồi nó tắm theo mình nghĩ tắm rồi nó mới lạnh, quá lạnh, cho nên khi mình đi làm về thì nó mất rồi, nó mất cái đó chắc cũng khoảng nửa tiếng. Câu chuyện thật bất ngờ khi mà Quỳ Linh nghe đến về cái đoạn này, thì tâm trạng của em lúc đó như thế nào? Dạ hôm đó em đang bán hàng ở nhà mẹ nuôi của em á, thì nghe điện thoại của má báo con về đi, biết có chuyện rồi. Thì trước đó ngày hai vợ chồng vẫn còn giận nhau vì những cái chuyện mà linh tinh vu vơ vậy đó, thì mà chồng em điện thoại thì em không có nghe máy, thì em nghe điện thoại của má thì em nghĩ là chắc là má lại muốn làm lành cho hai vợ chồng giống như mấy lần trước nữa, nên em cũng tâm lúc đó chưa biết. Xong rồi má gọi lại thêm một lần nữa thì con về chưa hả, con về lẹ đi, không biết nó đi rồi. Lúc đó thì bắt đầu em mới lùng bùng lỗ tai á, đầu trống rỗng không có nghĩ được điều gì hết. Thì lúc mà vừa về tới nhà thì em thấy nhà không có ai hết, em mới hỏi thì chị ba em mới kêu là đi lên trên bệnh viện hết rồi. Thì lúc mà em lên thì được tin là chồng em mất rồi nên em cũng không có kịp gặp lại lần cuối nữa. Cái chuyện này nó xảy đến nó đột ngột quá nên suốt khoảng hơn một năm á, mình cứ trong cái trạng thái là chưa có chấp nhận được, cứ nghĩ là mình đang mơ thôi, nghĩ là sau khi ngủ dậy là sẽ tỉnh dậy, mình vẫn chưa có tin. Tới cái lúc mà làm cái dỗ đầu tiên thì bắt đầu mình mới chấp nhận sự thật là chồng mình đi thật rồi á. Sao chia buồn với gia đình về cái việc này ha. Thật sự là bất ngờ. Nãy giờ nói chuyện anh cũng không có nghĩ cái chuyện này xảy ra như vậy đâu. Dạ. Sao chia buồn với điều đó ha. Chắc chắn rằng tâm trạng của em cũng có nhiều cái nỗi niềm cần phải chia sẻ. Mà bây giờ khán giả cũng mong muốn điều đó đúng không ạ? Xin mời chúng ta đến với những hình ảnh sau đây. Cứ nghĩ cụ đã vợ cuối cùng cũng gặp được chồng, cũng có được một gia đình, là cụ vợ cũng bé cuộc sống của mình sống để có ý nghĩa gì nữa. Nếu như lúc đó không có má là chỗ dựa duy nhất, vợ sợ có thể là vợ đã làm những cái điều mà ngu xuẩn tiêu cực rồi. Chồng mất đi á thì vợ mới cảm nhận được là vợ yêu chồng rất là nhiều, mà trước giờ vợ không biết, tại vì vợ quen với cảm giác được chồng lo lắng quan tâm. Nếu mà cho thời gian quay trở lại, vợ hứa sẽ thay đổi, sẽ bù đắp cho chồng nhiều hơn. Thì mẹ con nó mới dọn về ở với mình. Và đến ngày hôm nay thì tôi rất là thương con. Tại vì cái thứ nhất là nó đã không có một người mẹ, thì bây giờ mình là người mẹ của nó. Và cái điều mà cần nhất bây giờ không phải là tình thương nữa, tại vì mẹ con đã quá hiểu nhau rồi, thương nhau thật sự. Giờ mình muốn hãy tìm một người đàn ông tốt. Thì mẹ chị nói vậy thì chị có muốn vậy không? Ba má cũng hay nói hoài à. Ba má nói là bây giờ ba má coi con giống như là đứa con gái út của ba má rồi. Thì giờ mà con có tìm được một người nào tốt á thì ba má sẽ là người đứng ra gả con, chứ không phải là mẹ nuôi con nữa. Nên lúc nào ba má cũng nói vô á, nhưng mà hiện tại thì em vẫn chưa. Được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Dạ gần 5 năm. 5 năm rồi. Thì cuộc sống sau cái biến cố đó là như thế nào? Sao? Má nói em á. Thì cuộc sống đó là như thế này. Phụ nữ mà ăn qua cái giai đoạn làm dâu thì thương người chồng của mình, thì mình phải coi gia đình chồng như một gia đình của mình. Tại vì ở đâu tự dưng có một ông đàn ông mà to cao mà đàng hoàng để mình thương thì cũng phải nhờ gia đình chồng. Đó là quan điểm của mình khi làm dâu. Còn bây giờ quan điểm của mình khi làm mẹ chồng thì tự dưng đâu có người con gái đâu 25, 26 tuổi mà về làm con mình. Cho nên tất cả sự trên
trong tình thương yêu thật sự. Mình sẽ thương và mình sẽ dạy. Cho nên hai mẹ con rất là thương yêu nhau. Cái thương ở đây là tới hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nó không có mẹ thì mình thương nó cả đã. Còn vấn đề thứ hai là bây giờ nó không có chồng thì đó là con gái của mình. Mình cũng trông cho có một người đàn ông nào tốt để nó sống về già. Chứ lẽ mình sống hoài nó đâu có được. Còn con của nó nữa, nó cũng phải có người để mà phải dựa vào để sống. Cho nên mình cứ khuyên hoài mà nó không chịu thì cái đó thôi, đó là của nó. Nãy giờ thì mình trải qua rất nhiều cảm xúc rồi cô ạ. Mọi thứ nó cũng qua rồi. Chúng ta cũng đang hướng tới những cái gì tốt đẹp hơn. Chắc chắn rằng ở trong tim mọi người lâu lâu cũng có nhói đau từ cái sự khắc khoải đó. Nhưng mà mong rằng trời không phụ lòng ai cả. Nếu chúng ta sống tốt với nhau, sống vì cái tình thì chắc chúng ta sẽ đón một cái tình và một cái cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Rồi có lần thì thấy nó buồn buồn, nó rưng rưng thì mới hỏi con ơi, chuyện gì vậy, nói mẹ nghe coi. Nói mẹ ơi, ở trong bóp á, chồng con á, có cái chứng minh nhân dân của cái cô nào á. Bữa đó nó lấy cho cô coi thì cô mới lấy cái tên đó. Xong cô lấy cái địa chỉ đó luôn. Xong cô đi tìm cái địa chỉ đó. Mà số mình xui sao tới thì người ta nói nhà mới bán đi rồi. Nhưng mà cũng còn may là cái cô bán trái cây gần đó đó, cô nói nhà này cũng hay mua trái cây lắm nên nó là tôi biết nướng chỗ nào. Cái chỉ cô tìm vô thì ngày hôm đó là vô đó thì không có cô đó, nhưng mà có ba mẹ của cô đó. Thì mới ngồi nói chuyện, mới hỏi cô thì cô nói là tôi là mẹ của thằng Hoàng đó. Cái tưởng là chắc mình qua để nói chuyện gì phải không. Cái nói thằng Hoàng nó được lắm, nó lo cho con này lắm này kia. Nó cũng nói là có mẹ vậy đó, có mẹ có hoài. Cái cô mới hỏi là ủa, nó nói có mẹ có hoài nó còn nói gì thêm nữa không. Nó nói không, còn anh nữa thôi à. Cái cô mới nói không có đâu, nó còn có một tài sản rất là quý giá mà nó không kể nghe hả. Nó nói không, nó còn một vợ với hai đứa con nữa. Cái bà mới tá quả ra, bà nói ủa vậy hả chị. Và ngày hôm nay tôi đến đây á là cũng để nói với anh chị đó là con của tôi nó đã có vợ có con rồi, thì anh chị nói với con của anh chị á thì thôi cắt ngang đi, chứ nếu mà tiếp tục thì tôi không để yên đâu á. Này đi quýnh ghen giùm dâu. À mẹ chồng dễ thương nha. Trời ơi, nó còn nói với hàng xóm đó không cần ghen, có mẹ lo hết rồi. Có điều gì mà khiến cô lại thương nó như con ruột, tại lúc đầu cô cũng khó với con dâu quá mà. Cô rất là thích con gái. Mà giờ hai thằng luôn rồi. Đã vậy rồi cháu nội cũng hai thằng luôn. Rồi cô coi nó như con gái luôn. Tới bây giờ thì cũng có một hơi là có cái chuyện hơi buồn xíu. Là giờ hai đứa nó là chắc thằng kia bỏ đi rồi. Nó bỏ đi theo người khác rồi, mướn nhà khác. Thì cũng 4 năm nay thì mẹ chồng, nàng dâu và hai đứa cháu nội ở chung với nhau. Bà ngoại thì mới mất đây là 3 năm. Nhưng mà cô nói thôi đừng buồn, duyên số mình nó vậy rồi, con cứ yên tâm đi. Có ai mà tiến tới á, mẹ đứng ra mẹ gả con. Em cảm nhận thế nào về cái tình mẹ thương em như vậy? Em biết mẹ thương em nhưng mà em nói với mẹ nó thôi. Lần sợ lắm rồi. Bây giờ bước nữa không dám đâu. Thôi vì ở với mẹ với hai đứa nhỏ được rồi. Thì bởi vậy mẹ chồng phải đi làm nè. Đó, đi làm mới phụ. Mẹ con phụ với nhau. Rồi một đứa thì lo ăn uống, một đứa thì lo tiền học, tiền hành. Thì có nhiêu là phụ nhiêu. Có ra ra, có cháu con cháu. Bữa nào mà có lãnh tiền gì nhiều nhiều chút thì mấy mẹ con bà cháu rồi đi ra tiệm ăn cho nó vui. Tội nghiệp hai người phụ nữ quá nha. Trong ngôi nhà hình như là vắng cái trụ cột có đàn ông, như là ông có đàn nhỏ. Ông hai đứa. Hai đứa nhỏ. Lo là cho mẹ với bà nội. Thế hiện nay mẹ chồng và nàng dâu giống như hai người bạn. Một người mẹ, người con, hai người bạn thân với nhau đúng không? Có chia sẻ nhau hết những cái gì trong cuộc gốc khuất trong cuộc sống không? Có, nó có cái gì nó cũng về kể cho mẹ nghe. Mà mẹ có những cái gì, cái vui, cái buồn gì cũng kể cho nó nghe. Một cái tương lai sắp tới mình có nghĩ là điều gì không? Cô thì cứ nghĩ bây giờ cứ lo cho hai đứa nhỏ tụi nó ăn học tốt. Thì cũng đâu có mong mà tụi nó nuôi lại mình. Tạm rằng nó để rửa con đi làm á, con nuôi lại mẹ với nội. Nhưng mà mình cũng đâu có mong được chuyện nó, biết đó lúc đó là cô có còn hay là không. Nhưng mà chỉ mong là nó ăn học tới nơi tới chốn, để nữa cái tương lai của nó là sáng hơn, rồi nó sẽ tự lo cho nó. Cô có liên lạc gì với con trai của mình không cô? Không con, giờ cô cũng không biết nó ở đâu nữa luôn á. Thông qua chương trình này nếu con trai cô xem được thì cô sẽ nói gì với con trai của mình? Nói thẳng là nước mắt thì chảy xuống, không chảy ngược. Thì đành rằng nhiều lúc cô tức lắm, cô giận lắm. Nhưng mà dù gì nó cũng là cái núm ruột của mình. Cô cũng mong muốn là nó sẽ suy nghĩ lại và nó sẽ trở về với vợ con nó.
Thì nếu mà được sống được hạnh phúc như lúc trước thì cô có nằm xuống thì cô cũng rất là vui lòng. Nghĩa là bây giờ hai người này giống như là ruột rà với nhau vậy, nương tựa nhau mà sống ha. Em mà chỉ còn có mẹ với hai đứa con em thôi, còn ngoài ra em không nghĩ gì tới ai hết. Em muốn nói gì với mẹ trong ngày hôm nay? Em rất là biết ơn mẹ, tại vì lúc mà em còn khờ tới giờ là mẹ chỉ dẫn cho em rất là nhiều. Em rất là thương mẹ, dầu em không có chồng ở đó nhưng mà em vẫn ở với mẹ em, chứ em không có bỏ mẹ. Con trai cô mất là mất ở trong Nam đúng không? Mất trong Nam. Lý do tại sao mất con? Tai nạn. Cô chú đã mất một cái khoảng thời gian quá lâu để xa nhau. Rồi đến khi mà cả gia đình được đoàn tụ với nhau một cách chính thức ở trong Nam á, thì mình lại có một cái sự mất mát rất là lớn đối với người con trai lớn của mình. Ừ đấy. Cái giai đoạn đó nó như thế nào hả cô? Ôi giời, cách nhà ra cái chỗ mua thịt chỉ khoảng độ 40 mét, nhưng mà 3 tháng cô không gian đâu. Cô chán lản, cô không thiết gì nữa. Mình nuôi con bao nhiêu năm từ ở ngoài Hà Nội vào đến thành phố Vĩnh Long rồi vào đến thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng lại bị tai nạn thế, mất đi một người con yêu thương như thế. Lúc đó đúng là một cái tổn thương nó vô cùng lớn chú nhỉ. Lúc đó là nó là 20 năm tuổi. Sau đó thì 3 năm thì tôi bảo vợ nó là nếu mà ở lại thì bố sẽ xây cho căn nhà để cho hai mẹ con ở. Dạ. Còn thì nếu mà đi lấy chồng thì bố cho 10 triệu. Nó thôi con xin tiền để con về cho chồng con đi mua cái xe máy để làm cái nghề sửa xe. Nhiều người nói bảo con đã không nuôi lại còn lấy tiền của người ta. Thế nhưng mà nói thật ra là nó làm dâu mình bao nhiêu năm rồi thì cho nó về nhà chồng nó cũng nghèo. Thế mình cho nó làm vốn. Thì cái lúc đó mà nó đám cưới thì tôi đứng lên coi thay mặt nhà gái. Đám hỏi đám cưới là tôi đứng lên tôi gả hết. Tôi nói hết. Sao cô chú lại có thể làm được cái điều tuyệt vời như thì vậy? Bình thường mà. Con mình thế mà bây giờ nó mới có 25 tuổi, nó rất là trẻ. Thế mà giờ chả nhẽ để nó ở lại thì nó cũng tội nghiệp nó. Đúng rồi. Thế mà bố mẹ nó thì lại già, lại ở quê, chúng tôi là cùng xã, coi như con của mình rồi. Bây giờ nó vẫn về, nó vẫn gọi là bố mẹ. Cái điều này nó thật sự là nó vốn quý từ những cái tấm lòng của những người cha, người mẹ, những cái bố chồng và mẹ chồng đó. Bởi vì con mình không may đã ra đi rồi.